cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Phải nói là một nhân vật thuộc dạng hàng hiếm của chương trình, bởi vì anh ta là người duy nhất là một soái ca khi chọn cho mình thể loại nhảy dance sport. Vâng, thưa quý vị, và dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho thí sinh Thái Sơn. Thì ra mình có 2 cân 2 thôi. Rất là nhiều người lo mình bị còi xương hay thiếu chất. Sau từ đó thì mẹ mình đã cho mình ăn rất là nhiều. Bình thường một buổi tối là 7 bát cơm. Đến khoảng 11 giờ đêm thì lại được mẹ cho ăn thêm một bát phở. Không có kiểm soát được về sự no, thế nào không thở nên mới dừng lại. Cân nặng kỷ lục nhất của mình là 113 cân. Mình được tiếp cận với bộ môn e-sport, vấn đề về cân nặng, tất cả các chuyển động của mình đều bị hạn chế. Các bạn học viên đến học của mình là người ta là người có tiền. Người ta hoàn toàn có được quyền phép chọn lựa người thầy cho con của mình. Khi phụ huynh đến, điều đầu tiên họ phải thốt lên: "Ui, sao thầy béo thế?" Ánh nhìn đầu tiên của họ là ngạc nhiên, sau đó là bừng cười, cuối cùng là khinh khỉnh. Khi mình đi thi đấu không được vào nội chung kết chỉ vì vấn đề mình to quá, và mình thực sự bị chán tất cả mọi thứ. Nó đưa mình vào cái hố sâu tuyệt vọng, gần như mất sạch phương hướng, không biết tâm sự cùng ai, kể cả gia đình mình. Người duy nhất nói được đó là bạn gái của mình, vừa là vận động viên cũng là bạn này của mình. Bạn gái mình cũng phải mắng mình rất là nhiều lần, bởi vì có những cái bước phải ôm nhau thì bụng to quá, bạn mình lại không thể nào vòng được tay ôm người của mình. Rất nhiều lần mình đã chẳng may ngã quỵ lên người bạn gái mình, là bạn bị đau chấn thương mất mấy ngày. Trang, anh cảm thấy rất có lỗi với em, và anh hứa chăm 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 vào một mục tiêu duy nhất thôi, đó là phải vô địch để cùng em chinh chiến mọi giải đấu từ trong và ngoài nước. You're running out of time. What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? Của tôi, thưa quý vị, Thái Sơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của giám khảo John Huy Trần, xin mời. Động tác thì rất là chất, nhưng nó có một cái anh không hiểu sao. Đối với anh không cảm nhận cái khách diễn của em. Nhìn như em đang cố nhiều quá. Có nghĩa là nó không có tự nhiên phải không? Không có tự nhiên. Mấy năm trời tiếng Việt cũng như chẳng ra gì hết trơn. Thiệt. Ở trên thế giới nó có một thứ nó gọi là từ điển. Mình để cái bên rồi mình ra rồi mình nói. Gẹo đó, tiếp thì, đi. Thì nó có một cái là lúc em đưa lịch cái trái tim thì anh thấy lịch chuyển động, thở. Và sau đó cái cảm giác của em chỉ là ok, thì sao? Nó thiếu cái sự đam mê. Nó thiếu sự chân thật, đúng không John? Dạ. Cảm ơn John. Lúc đầu giới thiệu bạn này là vũ công dance sport rồi, cho nên là thực sự là Hà chờ đợi nhiều hơn thế. Bởi vì Hà nghĩ rằng là dù mình có mập lên hay gầy đi nữa thì những cái căn bản nhất và những cái bước nhảy của bạn nó đã nằm ở trong máu rồi. Nó có thể hơi vất vả một chút trong cái vấn đề sức khỏe của mình thôi, nhưng mà cái hồn hay là những cái thoăn thoắt của những cái bước chân ấy, nó phải là thể hiện vẫn còn cái linh hồn ở đấy của bạn. Đây sẽ là một cái thế mạnh của bạn trong những cái bước nhảy dance sport này, nên là hãy đi trên cái thế mạnh của mình trước. Và với một bạn diễn cũng
rất là duyên dáng và cuốn hút như vậy thì mình nghĩ rằng là bạn sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội nếu như bạn quyết tâm nhiều hơn nữa. Điều quan trọng nhất đây bây giờ của bạn đó chính là sự quyết tâm. Anh Đàm Vĩnh Hưng thì nghĩ sao ạ? Ý tưởng của bạn á, nó được thể hiện qua cái bài thi đó, nó khá là hoàn hảo. Và theo Hưng thì như vậy nè, những người nhảy hiện đại đó là họ có thể học và thể hiện những bước nhảy dance sport không khó. Nhưng những người chuyên vào dance sport, có luyện cái mấy lắc hồi cũng sẽ lòi ra một vài cái thần thái và những cử chỉ của những người chuyên dance sport. Mà cuộc thi thì rất là dài, thôi thì cũng sẽ đợi thêm một vòng nữa đi xem bạn như thế nào. Thì dù cho mình có bị mất phong độ chút xíu nhưng cái đẳng cấp những bước chân á nó linh hoạt và nó sắc sảo lắm. Nói chung là rất cảm ơn những lời nhận xét rất là chân thành từ ba vị giám khảo. Nếu như quý vị yêu thích tiết mục này, chúng ta bình chọn cho bạn ấy bằng cách là soạn tin nhắn là BN khoảng cách số 6 và gửi về cho tổng đài 8369. Xin mời điểm số đến từ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng ạ. 6 điểm. Giám khảo Hồ Ngọc Hà 7 điểm. Sao lạ lạ chứ, Kim Khắc phê bình bạn rất nhiều mà lại cho 7 điểm. Phê bình là so với những gì Hà kỳ vọng, bởi vì bạn là một công. Nhưng mà để so với tất cả các bạn thí sinh thì bạn ấy vẫn là một trong những tiết mục ok đáng khen. Còn John, 6 điểm. Và điểm số trung bình đến từ giám khảo dành cho bạn là 6,3 điểm. Chúc mừng bạn. Cảm ơn Phạm Lịch và mời bạn tiến về cái cân. Thưa quý vị, cân nặng ban đầu của Thái Sơn là 105,2 kg và cân nặng hiện tại là 101,2 kg. Bạn ấy xuống được 4 kg, tương đương với 3,8%. Tổng điểm của bạn là 10.1. Chúc mừng bạn. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.